Hỡi lính xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe Hồi ký Chiến Trường Ca Tác giả Trần Ngọc Phú Kiệu chiến binh Sư đoàn 341 Đoàn Bộ Binh Sông Lam Sáng ngày 27 tháng 9 năm 1977 Sau thời gian làm nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn gia định Sư đoàn 341 chúng tôi về đóng quân ở Tổng kho Long Bình chuẩn bị chuyển sang làm kinh tế thì bất ngờ toàn đơn vị được lệnh nhanh chóng nhận lại vũ khí trang bị để lên bảo vệ biên giới tây nam thời gian này tôi đang làm trợ lý chính trị tiểu đoàn một trung đoàn hai trăm bảy mươi ba một trong ba trung đoàn bộ binh của sư đoàn trước khi vào nhiệm vụ hết sức quan trọng này ban chỉ huy tiểu đoàn một đã cử tôi về làm tiểu đội trưởng tiểu đội bảy đại đội hai đơn vị được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến dịch hồ chí minh Tôi cùng toàn đơn vị mau chóng nhận quân tư trang, súng đạn, tăng võng, lương khô. Theo lệnh, thời gian thi hành nhiệm vụ khoảng 15 ngày, nên mỗi người chỉ mang theo hai bộ quần áo và tư trang cần thiết, còn lại gửi lại hậu cứ. Tôi được cấp một khẩu AK với ba băng đạn, hai quả liều đạn US của Mỹ, dao găm Liên Xô, bình đựng nước và thắt lưng to bản. Những trang bị đồ dùng trong chiến đấu này đã quen thuộc với tôi nhiều năm trong chiến tranh. Sau giải phóng miền Nam, tưởng đã dã từ những thứ này vĩnh viễn. Đồng ngờ hôm nay nó lại trở về với tôi và đồng đội. Vậy là mới hơn 2 năm, cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc. Một cuộc chiến tranh mới lại xảy ra ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đúng 21 giờ, đoàn xe của đoàn 33 dầm dập tiến vào doanh trại. Mỗi đại đội dồn lên 3 xe tải. Ban chỉ huy đại đội và hậu cần lên một xe. Hai xe còn lại dành cho ba trung đội và hai tiểu đội hỏa lực, quân số biên chế lúc này khoảng hơn 80 người, so với biên chế thì thiếu nhiều. Nhớ lại hồi năm 1975, hành quân vào năm, quân số đủ một đại đội là 115 người. Tôi nhận thấy điều trùng lặp là tháng 1 năm 1975, khi đang đóng quân tại Vĩnh Linh Quảng Trị, được lệnh hành quân và chiến trường miền Đông Nam Bộ, cũng đoàn vận tải ba ba này với hơn 500 xe chờ cả sư đoàn vượt hàng nghìn cây số đường Trường Sơn sang đất Lào Campuchia qua ngã ba Đông Dương rồi đổ quân xuống địa phận Lộc Ninh tỉnh Tây Ninh. Hôm nay lại cũng những chiếc xe này chờ sư đoàn đến Tây Ninh. Trong chúng tôi, mỗi người mang theo một suy nghĩ trong dòng xe cuốn như bão. Tất cả là lính nhập ngũ năm 1971 đến năm 1975. Lính 1975 mới bổ sung vào nên có vẻ mặt buồn chồn riêng. Còn chúng tôi đã từng trải thì trầm lặng, ngắm nhìn phố phường, đèn điện vẫn sáng trưng, phố xá tấp nập người đi lại. Cuộc sống thanh bình như không có những vụ thảm sát đẫm máu do bẻ lũ Pol Pot gây nên ở các làng xóm dọc đường biên. Đoàn xe chạy theo xa lộ Đại Hàn, tên gọi một cung đường do người Hàn Quốc xây dựng, rồi vào quốc lộ 1A hướng lên Tây Ninh, nhà cửa thưa dần, qua trảng bằng khoảng 10 km cả đoàn xe dừng lại nghỉ để sốc lại đội hình anh em ùa xuống giải lao đường vắng không một bóng người qua lại hai bên là cánh đồng lúa đã chín không hàng quán gió thổi hun hút tôi ngả người nằm xuống nền đường nhựa ngửa mặt nhìn trời mà rít điếu thuốc chưa biết cụ thể nhiệm vụ mới sẽ ra sao khoảng hai mươi bốn giờ đoàn xe lại tiếp tục lên đường nhưng không bần đẹp pha để giữ bí mật trên xe mọi người tĩnh lặng tâm trạng thật nặng nề xe chạy tới gò dầu gặp những đoàn người đoàn xe châu của người dân campuchia di tản sang việt nam mới nét mặt hoảng loạn họ đi nép vào bên đường sau này được thông báo đêm đó mấy nghìn người dân campuchia trốn truy sát của lính pot các đơn vị bộ đội và chính quyền địa phương tổ chức trại tạm cư ở bến sắn thuộc địa phận tây ninh với những căn nhà bạt nhà khung sắt bệnh xá giã chiến lương thực, thực phẩm, phục vụ nhân dân Campuchia lánh nạn. Phần lớn người dân đất nước Chùa Tháp hiểu biết Việt Nam qua những năm tháng chiến tranh, gian khổ có nhau. Nhiều lúc, chính họ cũng đã kêu mang cho bộ đội Việt Nam khi phải tạm thời lánh sang đất bạn, nhất là sau chiến dịch Mậu Thân 1968. Ba năm, họ bị xua đuổi ra khỏi phung sóc, giam cầm trong các trại tập trung kiểu công xã họ biết rõ sự tàn ác của chế độ diệt chủng Pol Pot in Sari. Sau này, chính những người dân này là nòng cốt tham gia trong quân đội cách mạng cứu nước Campuchia. Nhân dân lao động ở đâu cũng vậy, luôn sáng suốt đứng về phía chính nghĩa. Đoàn xe chở chúng tôi tiếp tục qua cầu Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng để vào các vị trí tác chiến của từng đơn vị. Đại đội tôi đi thẳng lên cửa khẩu Mộc Bài. Khi xuống xe, trung đội tôi men theo đường số 1 lên chốt tại khu vực gần đồn biên phòng bọn pol pot đã giàn quân thành chốt để ngăn không cho dân di tản từ campuchia sang việt nam nữa các nhà ở ven đường đóng cửa im lìm không đèn không tiếng gà tiếng chó dân trong các làng ấp đã sơ tán vào bên trong nội địa từ khi tình hình căng thẳng vì vậy nơi đây lặng im có cảm giác hơi rờn rợn đi tiếp ra cửa khẩu nơi biên giới cũng thật im ắng rất đáng sợ Xa xa ở bên kia cửa khẩu, lờ mờ là một cột tháp bằng những thanh thép cao khoảng 20 mét, biểu tượng của văn hóa đất nước Angkor. Xa nữa là những cây tốt nốt, trong bóng đêm cao to, thô cứng, gần giống như những cây cọ. Anh em biên phòng thấy chúng tôi lên vô cùng mừng rỡ, hướng dẫn luôn về tình hình địch và địa hình bố phòng. Trong tôi bỗng trào lên cảm giác mới lạ, biên giới là đây ư, tại sao lại có cuộc chiến tranh này? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi rất nhanh Công việc đang rất gấp rút Tôi cũng bắt đầu cùng trung đội Tiểu đội đào công sự hầm hào Lúc này đã là 2 giờ sáng Ngày 28 tháng 9 Tôi và phiên gác đầu tiên Ở nơi biên giới tây nam của Tổ quốc Tôi choàng tỉnh dậy Thấy ánh sáng chói lòa Định thần trở lại xem Mình đang ở đâu và những gì đang xảy ra Tôi đã ngủ say Sau ca gác tới 4 giờ liền Đổi gác Tôi tấp vào hè nhà trải ni lông để nguyên giày, cởi bao xe đạn để cùng bên khẩu AK. Một lát đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân. Lạc đạc thấy một bóng người và dân trở về. Chỗ tôi ngủ là nhà má bảy. Gia đình má đã chạy về An Thạch. Bây giờ má cùng mấy người con về thu dọn đồ đạc và thu hái rau trái ở vườn. Tôi tranh thủ hỏi thăm chuyện trò, làm công tác dân vận, rồi quan sát địa hình, nhà má ngay sát rìa làng. Chỗ tôi ngồi gác sát mép ruộng, lúa đã chín. Từ đây nhìn thẳng ra khoảng 800 mét là giải đất có nhiều cây thốt nốt cao thấp. Bên đó là địa phận thuộc Campuchia. Tôi thoáng nghĩ, địa hình bên đó cao hơn bên mình. Vì thế quân sự của bọn lính Pompot giữ địa bàn có lợi hơn. Tình hình chiến sự mấy hôm đầu có vẻ yên tĩnh, chưa có tiếng súng. Qua đài quan sát thấy bọn Pot đang tích cực đào hầm công sự. Mật độ lính post đi lại rất nhiều. Hai bên tăng cường trinh sát nhau. Ta đã bắt được mấy nhóm trinh sát của Pol Pot. Có một thằng là trung đội trưởng. Chúng khai thuộc trung đoàn 182, sư đoàn 3, quân khu Đông Bắc. Chúng còn nói Pol Pot đang đưa sư đoàn 290 thuộc lực lượng tổng dự bị chiến lược từ Ních Lương xuống hợp với sư đoàn 3, chuẩn bị tiến công vào bến cầu Tây Ninh. Trước tình hình đó, bộ đội ta được lệnh bố trí điểm chốt thành tuyến phòng ngự chặt hơn, tăng cường các vọng gác đêm nhiều hơn. Ban ngày thì củng cố hầm hào công sự, đêm thì thay phiên nhau gác cả đêm. Mỗi người gác tới 6 tiếng, cứ 18 giờ tới 24 giờ, hoặc từ 24 giờ đến sáng. Gác nhiều, thức nhiều, bộ đội ta ai cũng gầy đi, da rẻ dám nắng. Đằng sau khoảng một cây số thì cuộc sống vẫn bình thường sôi động còn ở đây đang căng thẳng đội hình ra mà giữ đất bám dân thật căng thẳng trong đơn vị đã có những đồng chí lẻn về sài gòn mới sáng hôm ấy tôi thức dậy khi nghe người gọi mình mở mắt ra đã thấy đồng chí chính trị viên đại đội nguyễn văn chính và đồng chí chủ nhiệm chính trị trung đoàn phạm văn hiệp đứng đợi tôi đồng chí hiệp thăm hỏi động viên tôi giọng ân cần chia sẻ về tổ chức có sai sót nên tôi có những thiệt thòi rồi động viên tôi phát huy tinh thần chiến đấu ý chí của người đảng viên trong tình hình nhiệm vụ mới tôi uể oải vẫn thèm ngủ sau một đêm gác dài thực ra với tôi tất cả mọi thứ trước tước không bao giờ coi là quan trọng tôi không bao giờ đòi hưởng những ưu đãi quá lớn vâng thế hệ những người lính chống mỹ và chắc chắn sau này nữa đều có quan điểm như tôi trong chiến đấu chúng tôi luôn tâm niệm trước mắt là kẻ thù sau lưng là nhân dân chúng tôi thuộc thế hệ cán bộ chiến sĩ đầu tiên của sư đoàn ba trăm bốn mươi một một đơn vị chính quy của quân đội ta sư đoàn tôi khi thành lập đứng chân ở nam đàn nên mang danh hiệu là đoàn sông lam hay còn có phiên hiệu là sư đoàn bộ binh một được thành lập ngày hai mươi ba tháng 11 một năm một nghìn chín trăm hai sư đoàn có ba trung đoàn bộ binh là trung đoàn hai trăm bảy mươi ba trung đoàn 270 và trung đoàn 266 và trung đoàn pháo binh 5 năm. Ngoài ra còn có tiểu đoàn trực thuộc là sư đoàn được thành lập khi mà cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Mỹ cứu nước đang trong những ngày tháng cực kỳ quyết liệt. Bọn địch nóng ra Quảng Trị, hòng mở những trận càn lớn. Quân ta đã chiến đấu ngoan cường, giải phóng thành cổ trong khoảng thời gian 81 ngày đêm. Ngay khi ra đời, sư đoàn 341 được ra nhiệm vụ vừa huấn luyện cấp tốc, vừa bảo vệ khu giới tuyến tạm thời, sẵn sàng cơ động vào giải phóng miền Nam. Sau thành lập, sư đoàn kéo quân vào đứng chân ở Vĩnh Linh, phía Nam tỉnh Quảng Bình, đội hình đơn vị răng ra để huấn luyện thành đơn vị chính quy, hiện đại và bảo vệ sẵn sàng chiến đấu ở khu vực vĩ tuyến 17. Tháng 1 năm 1975, được giao nhiệm vụ vào chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ sau 15 ngày thành quân bằng xe cơ giới, sư đoàn đã tới được địa bàn Lục Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh, được sắp nhập vào đội hình quân đoàn 4. Không kịp nghỉ ngơi, nhiều đơn vị vào thay chốt ngay cho sư đoàn 9, sư đoàn 7, cùng các đơn vị bạn tham gia những trận đánh, giải phóng dầu tiếng, thủ dầu 1, trơn thành Bình Long. Chốt và đánh địch ở đường số 13 Sông Bé. Đây là mặt trận mới, vùng tranh chấp khốc liệt. Địch nóng ra những đơn vị thiện chiến nhất. Phần lớn bộ đội ta chưa từng giữ chốt chặn, nên nhiều đồng chí đã hy sinh trong những ngày bám điểm tựa. Nhưng chúng ta giữ được các đơn vị chốt chặn, phản công tiêu diệt địch. Lịch sử của sư đoàn đã có những trang trói lọi về thời gian đánh địch, giữ được cung đường số 13 Bến Cát trước cửa ngõ vào Sài Gòn gia định. Sau đó sư đoàn đã tham gia chiến đấu giải phóng Xuân Lộc, Long Khánh, trận quyết chiến ở mặt trận cuối cùng của tuyến bố phòng. Quân địch tung các lực lượng tổng dự bị ra đây. Quân ta đã thương vong lớn, có đơn vị mỗi ngày tay quân đến hai lần. Sư 341 tiến công địch ở Xuân Lộc bằng tất cả ý chí và sự hy sinh quả cảm của cán bộ chiến sĩ. Cuối cùng, phần thắng thuộc về ta. Xuân Lộc được giải phóng, sư đoàn 341 đã nhanh chóng củng cố, bổ sung quân số trang bị để nhận kế hoạch tác chiến trong cánh hành quân hướng Đông. Là một trong những đơn vị nổ súng đầu tiên ở màn chiến dịch Hồ Chí Minh bằng phương thức tác chiến hành tiến. Sư đoàn đã chiến đấu đánh tan giã địch ở chi khu chẳng bom Hố Nai, Biên Hòa, đưa nhân dân về địa điểm an toàn rồi tiến vào giải phóng Sài Gòn, cơ quan đầu não của chế độ ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của đế quốc Mỹ. Sau giải phóng, Sư đoàn được giao nhiệm vụ làm quân quản tại thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng chính quyền cách mạng, thanh lọc các phần tử phản động nấp dưới vỏ bọc của cán bộ phường, xóm của chính quyền cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, truy quét tàn quân địch và bọn phỉ phun rô. Khi hoàn thành nhiệm vụ quân quản, sư đoàn bàn giao cho địa bàn chính quyền, thành phố để bước vào công tác cực kỳ quan trọng của bộ đội thời bình, đó là xây dựng kinh tế, làm giàu cho đất nước. Tuy đây là nhiệm vụ mới mẻ, chắc chắn sẽ gặp ít nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ của sư đoàn rất náo nức chờ đợi thử thách mới, một chặng đường mới để cống hiến cho đất nước. Sư đoàn 341 chuyển ra tổng kho Long Bình để củng cố tổ chức, chuẩn bị trang bị kiến thức cho cán bộ chiến sĩ. Chẳng ai ngờ, một cuộc chiến tranh nữa lại đến. Giờ đây là năm 1977, chỉ sau 2 năm miền Nam giải phóng, Bẻ lũ phản động Pompot Insari được quan thầy xúi dục đã cho quân lấn chiếm các đảo phía nam của Tổ quốc như đảo Tổ Chu, Cô Tăng, tàn sát nhân dân, thực hiện mưu đồ chiếm đảo của ta. Đặc biệt là chúng lấn chiếm, cướp và giết hàng nghìn người dân lương thiện một cách dã man dọc tuyến biên giới Tây Nam như Sa Mát, Thiện Ngôn tỉnh Tây Ninh, Bà Trúc An Giang, Hà Tiên tỉnh Kiên Giang trước sự xâm lấn điên rồ và hung bạo của bọn Pốt. Ngay từ tháng 7 năm 77, Sư đoàn 341 đã điều động Trung đoàn 270, một đơn vị mạnh của Sư đoàn xuống đánh địch bảo vệ dân, bảo vệ biên giới ở thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Tháng 9 năm 1977, các đơn vị còn lại được nhận trang bị vũ khí, quân tư trang, phục vụ chiến đấu hành quân đến biên giới Tây Ninh. Tình hình chiến sự ở biên giới Tây Nam ngày càng phức tạp chúng ta đã nắm được ý đồ của bọn pot chuẩn bị dồn quân để tấn công sang huyện bến cầu làm màn đạp tấn công đánh chiếm tây ninh ý định của bè lũ diệt chủng thật ngông cuồng bọn bom pot ảo tưởng chúng tưởng sẽ là đội quân bất khả chiến bại thực ra đã từ mấy năm trước chúng đã tỏ thái độ không tốt với ta khi những đoàn xe của bộ đội ta chở lương thực vũ khí từ bắc vào nam qua địa phận đất campuchia chúng thường ra chặn xe và cướp bóc hàng hóa có khi thu luôn cả xe để giữ tình đoàn kết anh em trên bán đảo đông dương chúng ta đã kiên nhẫn chịu đựng ngay khi tình hình biên giới tây nam căng thẳng ý đồ lấn đất của bọn pol pot đã lộ rõ chúng vẫn còn dở trò xin chúng ta cả đoàn xe vũ khí súng đạn với lý do là để đối phó với thái lan lúc này nghĩ tới tình hữu nghị và lại đang thừa súng đạn sau chiến tranh nên chúng ta cũng cho chúng Đã bàn giao cả đoàn xe chở đầy vũ khí Cũng tại cửa khẩu Mộc Bài Cho bọn chúng Nhưng rồi chỉ ít ngày sau Chúng lại sử dụng vũ khí đó Để cướp bóc xâm lấn biên giới Giết chóc đồng bào ta Đúng là tội ác không thể tha thứ Trong khi hướng đường số 1 còn im ắng Bọn Pốt cho quân sang chiếm khu vực Cây Me Xã Long Khánh, tiểu đoàn 3 Tiểu đoàn 3 được tăng cường thêm cho đại đội 14. Súng cối 82 của trung đoàn 266 do trung đoàn phó Lê Tiến Hạt ở Minh Quang, Kiến Sương, Thái Bình chỉ huy. Sau 3 giờ chiến đấu đã tấn công đánh đuổi tan tác trung đoàn 182, sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc của bọn Pốt. Sau này anh Hạt là đại tá, hiện nay đã nghỉ hưu và sống tại Hà Nội. Chiến thắng đầu tiên này mang tầm ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đầu trang sử hào hùng của Trung đoàn 273 và Sư đoàn 341 trên chiến trường biên giới Tây Nam. Về phía địch, sau khi tháo chạy ở cây me Long Khánh, chúng tập trung quân tấn công ta hướng dọc đường số 1 và phía đông đường rừng Tốt Nốt, giáp sang Long An. Địa hình nơi đây đất Campuchia lồi sang ta như một cái mỏ vẹt, nên một số phần tử phản động quốc tế rêu dao đổ lỗi cho ta đánh chiếm vùng mỏ vẹt của Campuchia. Trong khi đó, lính Pot đã dùng các loại súng cối 60, 82 bắn sang ta rất nhiều để khiêu khích và thăm dò. Lúc này, ta đã nắm rất chắc về địa hình và ý đồ của bọn chúng, nên sư đoàn 341 được lệnh chủ động tiêu diệt Pol Pot tại đây. Trinh sát của các cấp tăng cường bám nắm địch, pháo binh đã chấm xong các tọa độ và chuẩn bị phân tử bắn vào mục tiêu. Bộ còn tăng cường một trạm trinh sát điện tử có máy ngắm ban đêm, chỉ huy các cấp, họp nhận nhiệm vụ chiến đấu, được phổ biến chiến sự, cách bố trí lực lượng của Pol Pot dọc đường số 1 và Pavet 1, Pavet 2. Phía bên kia là Chi Phu, Chui Vổ, Rừng Sở. Theo phổ biến thì địch bố phòng rất kiên cố, có nhiều lớp chốt, trăng chịt, giao thông hào và các điểm hỏa lực, nhất là các ụ súng trên các cửa sổ nhà sàn, nhà cao tầng. Địa hình địch chiếm đóng cao hơn phía bên ta Khiến cho ta gặp khó khăn Khi tiến công chúng Cấp trên đã tổ chức cho từng tiểu đội Trung đội, đại đội Tiểu đoàn liên tục họp bàn nhiệm vụ Tìm cách đánh địch tốt nhất Và hạ quyết tâm chiến đấu Trong đơn vị lác đác Đã xuất hiện tư tưởng ngại gian khổ ác liệt Đó là trường hợp đồng chí tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Và phải điều về phía sau Làm công việc tăng gia sản xuất Bao giờ cũng vậy Người lính đang từ cuộc sống yên bình chuyển sang thời chiến, có những người dao động là điều dễ cắt nghĩa. Đây không phải là tổn thất mà là sự sàng lọc đào thải trong cuộc chiến đấu mới. Bên cạnh đó, rất nhiều chiến sĩ trước kia chưa có kinh nghiệm chiến đấu, nay là được tôi luyện trưởng thành, bổ sung vào đội ngũ. Họ sẽ kế thừa tinh thần chiến đấu của lớp bộ đội thời chống Mỹ, thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ được tăng cường sẽ tạo nên sức mạnh cho các đơn vị. Kế hoạch tác chiến như sau. Đúng giờ cờ, các loại pháo của trung đoàn 5 năm gồm 6 khẩu pháo 105, 4 khẩu 85 ly nòng dài, 4 khẩu 130 của lữ đoàn 24 quân đoàn, 2 khẩu pháo 175 vua chiến trường của Mỹ. Trên xe bắn tự hành của lính hải quân, các trận địa pháo đều đặt ở An Thạch, cách mộc bài khoảng 5 số. Các loại súng cối 120, của trung đoàn đặt ở khu vực trung đoàn bộ đi tốc xé, cố 82 ly cấp tiểu đoàn đồng loạt nổ súng bắn phá các điểm mục tiêu, thời lượng là 60 phút, bắn cấp tốc rồi bắn chế áp và phía trong. Trong lúc pháo bắn thì xe tăng T-54 và T-39 gồm 6 chiếc tiến nhập sát vào cửa khẩu cùng bộ binh xung phong dọc đường số 1, đánh thẳng vào pavet 1, pavet 2. Sau xe tăng là 5 xe chở súng 12 ly 7 bắn tiêu diệt bộ binh. Đội hình tấn công cùng xe tăng dọc đường số 1 là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 9. Pháo 37 ly 2 nòng nhanh chóng chiếm trận địa, bắn tiêu diệt địch, hỗ trợ cho bộ binh. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 273 còn ở nông trường dầu dây chưa kịp lên, nên lực lượng dự bị là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 của trung đoàn 266 và của trung đoàn 270 đang làm nhiệm vụ ở Hà Tiên, Kiên Giang. Đội hình của sư đoàn bị xé nhỏ như vậy Nhưng nghệ thuật tác chiến là thế Hướng làng tiên thuận tốc xé Tiểu đoàn 3 cùng 10 xe bọc thép M113 Đánh tạt sườn Từ hướng tây bắc sang Pà Phét 1 Giờ gờ được ấn định Là 4 giờ sáng ngày 23 tháng 10 Năm 1977 Sau khi được nghe phổ biến nhiệm vụ Các đơn vị nhận thêm súng đạn Đảm bảo 3 cơ số Và chuẩn bị các loại bộc phá Đánh hàng rào bộc phá gói đánh lô cốt, trang bị vũ khí thật nặng nề. Không khí chuẩn bị chiến đấu vô cùng sôi động và cũng thật căng thẳng. Ở một bài, đối biên phòng cửa khẩu đông nghịt bộ đội. Vì ngoài lực lượng giữ chốt của tiểu đoàn 1, lại còn sở chỉ huy và đài quan sát của các cấp, các binh chủng, pháo binh, xe tăng, giới hữu tuyến của các đơn vị từ phía sau tới đồn biên phòng, cạnh đường, từng búi trông thật kiếp các cấp chỉ huy xuống từng trung đội, đại đội, động viên tinh thần chiến đấu của anh em rồi kết luận một câu. Chúng ta phải quét sạch bè lũ xâm lược Pompot ra khỏi đất đai của Tổ quốc. Hộ phụ nữ của xã và huyện Bến Cầu cũng đến ủy lạo, anh em thực phẩm, bánh kẹo, trà thuốc. Dân gốc ở Mộc Bài cũng đến rất đông, phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán về phía sau. Thỉnh thoảng bà con về thăm nhà, thăm làng xóm. Họ đã đến các điểm tựa gặp bộ đội những chiến sĩ đánh giặc giữ đất đai làng mạc để tặng quà má bảy cùng hai người con đến trung đội của tôi mang cả gà và một chai rượu nữa cho anh em tôi liên hoan nhìn lính ăn má hân hoan nhưng lại chảy nước mắt và nói các con đánh đám giặc đó cần coi chừng tội nó hay bắn lén lắm nghe tôi cảm ơn má và thoáng nghĩ đến mẹ mình ở quê mẹ tôi cũng độ tuổi với má bảy Mẹ tôi phải lao động chân tay nhiều, có đức tính nhẫn nại tháo vát suốt đời sống vì chồng vì con. Nhà tôi có 9 anh em. Các bạn biết thời đất nước chiến tranh gian khổ thiếu thốn như thế nào, để nuôi dạy được cả chừng đó người con trưởng thành, mẹ tôi phải trải biết bao gian chuân vất vả. Ngày 22 tháng 10 năm 1977, tất cả mọi chuẩn bị cho trận đánh được hoàn tất. Buổi tối chiến sĩ tiểu đoàn 1 vẫn canh gác bình thường. Đến 22 giờ, bí mật dồn đội hình theo hướng và nhiệm vụ tấn công. Đại đội 2 của tôi dịch hẳn lên qua đồn biên phòng của ta, bí mật chiếm lĩnh cửa khẩu và đồn biên phòng Campuchia. Chúng đã bỏ vị trí này từ mấy ngày trước. Tiếp đến là đại đội 3, đại đội 1 bám trục đường để đợi xe tăng phối thuộc. Đại đội 4 của tiểu đoàn 1 đã được xé lẻ tăng cường cho các đại đội gồm 12 ly 7 và DKZ-82. Còn 4 khẩu 82 được bố trí ở trận địa đầu mộc bài từ bến cầu đi vào. Lúc này, về khuya đã dịu bớt cái nóng nhưng cũng không có gió. Trời đầy sao, vừa căng mắt theo dõi những động tĩnh ở phía trước, vừa ngửa mặt nhìn trời đêm. Các vì sao tròm sao thật quen thuộc, cũng giống như ở quê mình. Ở đây đã là đất Campuchia, nghĩ ngợi miên man tèm thuốc lá. Bây giờ có được một điếu, dít thật sâu thì khoái biết bao. Nghĩ vậy nhưng không ai dám hút vì sợ lộ. Mọi công tác di chuyển hay trao đổi với nhau đều thật khẽ, thật nhẹ. Là lính già, đơn vị đã được huấn luyện kỹ các bài bản và kỹ thuật cá nhân, cũng như các kinh nghiệm chiến đấu, bản lĩnh của người lính chiến bộ binh khác hẳn với binh chủng khác. Sau này làm kinh tế, các công nhân trẻ làm gì cũng lớn ngớ không có tác phong kỷ luật. Tôi vẫn thường nói, giá như cho các em, các cháu, trải khoa khóa huấn luyện lính bộ binh thì tốt quá. Trước giờ g im ắng một cách lạ thường, thỉnh thoảng có con chim cú liệng bay rúc lên, cú cu, cúc cu, thật giận người. Tôi thoáng nghĩ tới mẹ, tới gia đình, anh chị em, mọi người giờ này đã đang say ngủ, còn tôi, con của mẹ đang căng mắt, căng tai, nghe ngóng kẻ thù chuẩn bị bước vào trận đánh mới, trận chiến mới mà rất nhiều người xa chưa biết đến. Nghĩ tới Sài Gòn, nơi tôi đã được sống, công tác, xây dựng chính quyền, có lúc được đi biệt phái xuống phường 7, quận 11, làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Tôi có quen một cô gái cạnh nhà trung cư Lý Thường Kiệt, sau đó trở thành địa chỉ mà tôi yêu quý. Cô bé còn trẻ, tên là Thanh, 16 tuổi, có làn da thật trắng, tóc để dài như con gái ngoài Bắc. Trước khi đơn vị lên biên giới được về Sài Gòn 2 ngày, tôi có đến gặp Thanh và nói lời chia tay. Giống như hồi năm 1972, tôi cũng đã chia tay với người yêu trước khi nhập ngũ. Với suy nghĩ là lính ra trận không biết bao giờ trở về. Hình như thế hệ tôi rất nhiều người hành động như vậy. Thanh giờ này đã ngủ chưa? Nhớ em quá. Chợt tôi thấy mình thật ích kỷ khi nhớ những chuyện riêng tư đã qua rồi như vậy dằn vặt một lúc rồi trở lại thực tế mình chia tay là đúng người lính trận cần phải nhẹ nhàng không làm vướng bận người khác và để cho người ta tìm kiếm hạnh phúc lâu dài khi tôi đang miên man những ý nghĩ vật vơ thì một đồng chí cán bộ đại đội bò tới hỏi tình hình địch lúc này đã hơn 3 giờ sáng giờ g đã gần tới ba phát pháo hiệu đỏ lừ vút lên trời tiếp đến là tiếng đề pa của hai khẩu 105 sẽ tan sự yên tĩnh của đêm đã gần sáng Như ngưng lại một chút để chỉnh tọa độ mục tiêu điểm bắn Rồi đồng loạt các loại pháo cùng đề pa Ung, oang Tiếng đề pa của pháo 85 ly nòng dài, đanh gọn Tiếng đề pha pháo 130 trầm hơn Còn liệu pháo 105 thì giòn đều xen kẽ là tiếng đề pa của pháo 175 Như tiếng sấm xạ Những âm thanh lan tỏa khủng khiếp ung oanh âm các loại DKZ75 cối 120 cối 82 thi nhau nổ tong tong những chớp lửa ở phía trước rất gần vì từ đây và ba vét hai khoảng hơn một cây số có quả trúng ngay ở mặt đường chớp nổ sáng loà mùi thuốc nổ đã khét lẹt các loại pháo thi nhau bắn cấp tập ở thời chống mỹ có rất nhiều trận đánh lớn nhưng ít khi pháo các cỡ của ta bắn nhiều một lúc như thế này đã không phân biệt được các loại tiếng nổ nữa giống như mình ở trong nhà tôn mà có mưa rào lúc đầu nặng hạt mưa thưa còn nghe rõ từng hạt mưa rơi đến lúc mưa dày hạt thì chỉ nghe tiếng vang và tiếng sấm chớp loang loáng pháo bắn được khoảng sáu mươi phút điểm nổ đã xa dần vào sâu đã thấy tiếng xích sắt của xe tăng nghiến xuống lòng đường. Quay lại thì xe tăng đã lù lù phía sau, lệnh xung phong. Tôi nhổm dậy điểm xạ hai loạt về phía cái táp sắt, thấy tóe lửa, thoáng nghĩ. Mấy năm rồi, hôm nay mới lại bắn AK. Nghe ra tay súng và kỹ thuật điểm xạ còn chắc lắm. Các loại súng bộ binh đã đều rộ lên. Tiếng ủng hoàng của B40, B41 và tiếng nổ chát chúa của DKZ tiếng thùng thùng của 12 ly 7 và của đại đội 4 phối thuộc khói bụi mịt mù thoáng thấy xe tăng đầu như khựng lại nhưng rồi lại thấy nó gầm lên hành tiến tiếp hai khẩu 37 ly loại hai nòng cũng bắt đầu nhả những điệp xạ năm viên một trước nòng súng mới khiếp làm sao đạn đỏ và các loại đạn vạch đường chằng chịt trên đầu tất cả các loại súng đã được sử dụng như bắn thị uy như để lấy thêm sức mạnh dũng mãnh sông lên tiếng xung phong vang dội mọi người lom khom chạy gần bám phía sau xe tăng và bám ở hai bên đường khổ nhất là mấy bác được phân công đánh hàng rào là vất vả nhất vì họ phải ôm thỏi thuốc nổ to như ống luồng dài hai mét hoặc khối thuốc vuông to cỡ bằng năm cái bánh trưng dài cán nửa mét để chống áp vào lô cốt cho dễ đặt bọc phá. Cành càng nên chạy rất vướng, đúng là bản hợp sướng và bức tranh của chiến thật, thật hoành tráng. Chỉ thiếu tiếng gươm khua, tiếng voi gầm ngựa hí, nhưng tiếng hét, tiếng sung trận thời này đanh mạnh hơn tiếng ngựa, tiếng voi biết bao lần. Vừa tiến vừa bắn, mặc dù chẳng thấy tầng pot nào, cũng chưa phát hiện ra hàng rào hoặc ụ súng lô cốt nào như cấp trên đã phổ biến. Quay sang bên phải hướng là làng Tiên Thuận Tốc xé cũng đã thấy chớp lòa của các loại súng Cùng tiếng hô sung phong vang tận đây Anh em tiểu đoàn 3 đa phần là dân Quảng Ninh đất mỏ Họ khỏe mạnh Trong huấn luyện thì các cán bộ cấp thật khó chịu Vì tính nghịch ngợm phá phách của họ Chấp hành kỷ luật không nghiêm Họ ăn cũng thật khỏe Mời họ ăn cơm hay nhậu thì phải lưu ý Vì không cẩn thận là vỡ nợ với họ Hồi ở Đông Trường Sơn Đường số 15A Họ được mệnh danh là cơn lốc đường số 15 Vì hồi đó đi vào rừng lấy gỗ làm doanh trại Đón ô tô mà không cho đi Thì họ cứ chạy nhảy lên thùng xe Cởi áo trùm kín kính Xe phải dừng lại Lái xe ức mà không dám làm gì Vì nhìn ai cũng to con Bên sườn mỗi người đeo một dao găm cán trắng Do Liên Xô sản xuất Hoặc dao tự chế Làm bằng vỏ máy bay Mỹ trong chiến đấu thì lại khác Họ mạnh mẽ, mau lẹ và dũng cảm tuyệt vời Ngay từ thời đánh Mỹ Trung đoàn và sư đoàn hay sử dụng tiểu đoàn 3 Là đơn vị chủ công Vì những thành tích đặc biệt Nên được quốc hội và nhà nước phong tặng Danh hiệu tiểu đoàn anh hùng lực lượng vũ trang Nhìn sang đường hướng đông Nơi tiểu đoàn 9 tấn công vào khu rừng tốt nốt Tiếng súng, tiếng hô sung trận cũng không kém Thỉnh thoảng lại nghe tiếng nổ Chớp lòa trên cao chắc là đạn DKZ hoặc B40, B41 bắn trúng thân cây thốt nốt. Chỉ mấy ngày sau, cũng quả đạn DKZ 82 ly của Pol Pot nổ ở trên thân cây ở khu vực Pavet 2 này. Đạn nổ cao, mảnh găm hết xuống đất, đã cướp đi sinh mạng một đồng đội cùng tiểu đội với tôi. Bị thương hai người, tôi may mắn không bị gì. Tiếp tục hành tiến 300m, 500m rồi 800m tới diền làng Pavet 2, trời đã sáng hẳn, đã nhìn rõ những căn nhà sàn, nhà xây bên ngoài. Mọi người thận trọng hơn, xe tăng của ta đã xuống cả ruộng lúa ở hai bên đường, dàn hàng ngang nhằm bắn những mục tiêu cho là có địch. Hỏa lực của tăng thật khiếp, khẩu pháo 100 ly trên xe bắn thẳng, mục tiêu ở gần nên vừa nghe thấy tiếng nổ đầu nòng đã thấy bụi đất ở phía trước tung lên có căn nhà đã bùng cháy những mảnh tre gỗ rơi lạc tả sau mấy loạt pháo bắn của tăng cả đoàn xe trồm lên lao đi nhanh hơn lính bộ binh chạy theo đứt hơi mà vẫn bám không kịp không thấy hàng rào ụ súng nên đã thấy giải rác bộc phá ống bộc phá gói vứt ở đường rồi thấy cả dàn định hướng và cầu gỗ vượt mương nữa chứ bộ đội ta vứt cho nhẹ để chạy theo tăng đánh chiếm vào trong làng. Nhưng quái lạ, không thấy loạt đạn hay phát súng nào bắn trả của bọn Pol bon Pot. Đội hình xung kích chiếm xong Pavet 2 rồi lại tiếp tục xông thẳng sang Pavet 1. Thiết giáp và lính tiểu đoàn 3 từ Tốc Xé, Tên Thuận, Sông Sang cũng đã chiếm Pavet 1. May mà không phát hiện ra nhau sớm nên không có trường hợp nào nổ súng nhầm. Tiếng súng bộ binh đã ngớt lệnh tiến công ra hướng chi phu chuổi vồ và dọc đường số một lần dừng rồi lại dừng lại pháo binh phía sau nã tới các mục tiêu ở xa ta chiếm được hết các vị trí ba vét một ba vét hai dừng tốt nốt ba hướng đánh đạo hội tụ quân ta han hỉ tay bắt mặt mừng không ngờ trận đánh lại đơn giản như vậy không một ai hy sinh duy nhất có hai người bị thương do nằm trước xe tăng khi pháo của ta bắn vào với áp suất lớn đầy quả đạn đi còn tạo thành luồng khí mạnh thổi đất đá ở phía trước hai đồng chí chỉ bị thương là do đá văng vào mọi người nhận định ngay là thấy ta chuẩn bị rầm rộ tấn công lớn pol pot đã bỏ chạy để tránh đòn hôm sau tại hội nghị rút kinh nghiệm trận đánh của sư đoàn đại tá sư đoàn trưởng vũ cao kết luận là chúng ta đã lấy búa tạ đập rồi Búa nặng khi vung lên đánh mạnh quá gây tiếng động, nên khi đập xuống rồi đã bay hết. Và cũng phê phán trinh sát các cấp, từ trinh sát tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, cho đến cả trinh sát của bộ nữa. Đều sai một cách nghiêm trọng, chuyện thật như đùa. Còn phía lính Pompot thấy nói là thương vong, vì pháo bắn rất nhiều, trong đó có cả tên sư đoàn phó, sư đoàn ba của chúng. Sau khi các đơn vị tấn công các mục tiêu đã hoàn thành với chiến thắng tuyệt đối, tới 14 giờ ngày 23 tháng 11, lệnh cho đơn vị rút quân và thu dọn chiến trường, lượm lại những thứ mà quân ta vứt lúc sáng như bộc phá ống, bộc phá gói, miền định hướng, cầu vượt mương, cả những quả đạn cối, đạn DKZ. Anh em vận tải được mùa chiến lợi của chính mình. Riêng đại đội 3 tiểu đoàn 1 được tăng cường cùng trung đội 1 của đại đội 1 và một khẩu DK-82 ly, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 4 hỏa lực. Ở lại chốt giữ Pavet 1, đại đội 2 chốt ở Pavet 2, sở chỉ huy tiểu đoàn 1 và đại đội 1 về tập kết ở một bài, tăng tiết giáp và các đơn vị về vị trí đóng quân như trước đây. Sau những ngày chốt giữ chuẩn bị tấn công địch mệt mỏi, căng thẳng, giờ đây sau trận đánh một cách không ngờ, nên phía ta từ chỉ huy cấp cao cho đến lính thì đều có tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi, coi thường địch. Khi được giao nhiệm vụ ở lại chốt giữ, ta cũng không chú trọng củng cố hầm hào mà tò mò khám phá những căn nhà bỏ hoang và lo việc cải thiện. Sư đoàn có kế hoạch triệu tập hội nghị quân chính vào sáng ngày 24 để rút kinh nghiệm sau trận đánh. Thật ra những ngày đầu tiên này, các cấp chỉ huy cho đến lính đều không hiểu được bản chất về cuộc chiến của Pol Pot. Chiến thuật cũng như ý đồ thâm độc của chúng Độ trai lì chịu gian khổ của lính Pol Pot Trong cuộc chiến du kích đã song hành cùng với ta Trong những năm tháng đánh Mỹ, Việt, Lào, Khmer anh em Quân ta không thể ngờ rằng Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa Trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra chính ở nơi đây Đại đội 3 cùng các đơn vị phối thuộc chốt lại phung pa Vét 1 Ban chỉ huy đại đội lúc ấy là anh Nguyễn Tiến Trụ, vào bộ đội năm 1971, trung úy quê ở Hải Hưng là đại đội trưởng. Chính trị viên là anh Quách Thanh Tiễn, trung úy, người dân tộc Mường ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Chính trị viên phó là anh Nguyễn Tiến Đạo, quê Uông Bí, Quảng Ninh. Anh từ đại đội phó quân sự cũng quê ở Hưng Yên. Căn cứ vào tình hình của phum, diện tích khoảng một cây số vuông hình thoi, có trục đường số 1 ở giữa. Trung đội 1 và trung đội của đại đội 1 tăng cường chốt hướng từ Đông Nam. Khẩu DKZ-82 ở sát trục đường số 1 hướng Chi Phu. Trung đội 2 và 3 chốt ở hướng Tây Bắc. Cầu 12 ly 7 cũng bố trí gần sát đường số 1. Có tiểu đội bộ binh trợ chiến. Tiểu đội 11 hỏa lực cũng xé nhỏ. Tăng cường đại liên và B-41 cho các trung đội. Hướng phòng thủ chính là hướng Chi Phu rừng sở và tây tây bắc. Ban chỉ huy đại đội cùng thông tin nuôi quân, quản lý và hai khẩu cối 60 đặt ở giữa phum, sẵn sàng bắn mục tiêu ở phía trước. Chiều tối sau khi ăn cơm xong, từng trung đội, tiểu đội đã ổn định vị trí chốt giữ của mình. Những hầm hào ổ súng ta vẫn còn hời hợt, chỉ lợi dụng đất hay hố chiến đấu của bọn Pol Pot sửa sang qua loa. Tuy rằng có phân công canh gác kỹ càng, Mọi người đi ngủ Người ngủ võng Người lợi dụng hiên nhà Gầm san để nghỉ Trời đã vào đêm thật im lặng Với một diện tích như vét 1 Mà có một đại đội tăng cường hơn 100 tay súng Thì rất mỏng Ban đêm cái phum này như càng rộng hơn Ban chỉ huy đại đội rất chăn trở Hướng từ trục đường số 1 về vét 2 Được coi nhẹ Vì có đại đội 2 chốt lại là hướng Việt Nam như vậy là lực lượng mỏng và thưa, Nên ý thức của mọi người cũng đã có sự đề phòng Vì cũng là đêm đầu tiên chốt ở trên đất Campuchia Càng khuya trời càng yên tĩnh Bộ đội ta từ người trực gác còn lại đều chìm sâu vào giấc ngủ Trong những ngày mệt nhọc Một số anh em nhất là khẩu đội 12 ly 7 được tăng cường Anh em vừa canh gác vừa hút thuốc rất tự nhiên Trăng sáng mờ, đất trời tĩnh lặng. Ung, um, oang, rồi păng 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 rồi liên tiếp tiếng ùng hoàng, tiếng hồ chô chô vang ầm phá tan sự yên tĩnh tất cả choang dậy vồ lấy súng đạn đã thấy tiếng ak tiếng đại liên và cả tiếng b 40 của hướng trung đội 2 gần khu vực mười ly bảy bắn trả đại đội bộ nhốn nháo một lúc rồi rất nhanh ổn định lại đại đội trưởng trụ cử đại đội phó từ và liên lạc đại đội nguyễn văn nên quê ở Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình. Trận ngày 6 tháng 12 năm 1977 nên được tặng huân chương chiến công hạng 3. Xuống hướng trung đội 2 để nắm tình hình. Tiếng súng hai bên vẫn nổ, song thưa dần. Cầu đội 12 ly 7 bị trúng quả B40 đầu tiên của lính Pol Pot bị hư hỏng nặng, không sử dụng được nữa. Chiến sĩ Gakka đó hy sinh và hai người khác bị thương. Lính Pot tử vong hai tên ngay gần khẩu 12 ly 7. Do tiểu đội 5 trung đội 2, đồng chí Ngô Duy Phơn quê ở An Đồng, Hưng Hà, Thái Bình là trung đội trưởng đã chi viện kịp thời, đã bắn chéo cánh xẻ tiêu diệt tốp này, đánh bật chúng ra. Đến gần trưa, đồng chí Phơn hy sinh trong đợt tập kích khác. Anh Từ nhanh chóng cho chuyển thương binh liệt sĩ về ban chỉ huy sơ cứu và củng cố lại trận địa. Địch sau lần tập kích ấy lại thấy im lặng Nhưng các hướng báo về là đều thấy quân Pol Pot hô chô chô Nhận định tình hình là chúng không nắm được lực lượng và cách bố phòng của ta Nên hò hét thăm dò Nhóm tập kích vào 12 ly 7 có thể là trinh sát Pol Pot Im lặng, sống tất cả mọi người đều bưng tỉnh Khẩn trương củng cố hầm hào, đắp ụ súng ra vị trí chiến đấu Căng mắt ra, giỏng tai quan sát và nghe ngóng địch Ai cũng thấy trận chiến ác liệt đã thực sự bắt đầu. 2 giờ 50 phút sáng, đồng chí Tiến là trung đội trưởng trung đội 3 quê ở Thái Nguyên, phát hiện khoảng hai trung đội địch men theo hai bên đường số 1 tiến sát vào chốt tiền tiêu của ta. Chờ địch đến rất gần, thật gần, anh em đồng loạt nổ súng tiêu diệt ngay mấy tên đi đầu. Chúng không kịp bắn trả, kêu chí chóe rồi chạy lui ở phía sau. Bọn địch bắn liên tiếp B40 B41, M79 vào trận địa chốt của trung đội 3 và cả trung đội 1 làm cho ba đồng chí bị thương, trong đó có cả đồng chí Tiến, trung đội trưởng. Sau này khám thương tật, anh Tiến là thương binh hạng 1 trên 4. Ban chỉ huy đại đội hội ý báo cáo tình hình về tiểu đoàn. Ta đều phán đoán đợt tập kích của địch trong đêm đều là trinh sát nắm tình hình. Để chúng sẽ phản kích chiếm lại ba vét vào ban ngày. Tiểu đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Minh Tân quê Thanh Trì, Hà Nội và đồng chí chính trị viên Nguyễn Kim Mận, quê ở Đôn Cư, Tịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam đều là những người có kinh nghiệm trong chiến đấu đã báo cáo tình hình lên trung đoàn và sư đoàn động viên anh em đại đội 3 bám chốt chiến đấu tiểu đoàn sẽ chi viện khi cần thiết thực ra trong đêm chi viện bằng hỏa lực thì được chứ chi viện bằng bộ binh thì rất khó tường là trong huấn luyện đều nói về chốt giữ đêm là địch vào đơn vị nào thì đơn vị đó chiến đấu giữ bí mật lực lượng những bài học về kỹ chiến thuật phòng ngự chốt giữ của ta rất bài bản nhất là đại đội 3 hồi đánh mỹ chốt giữ ở đường số 13 ba trơn thành bình long tiểu đoàn trưởng nguyễn minh tân lúc đó là tiểu đoàn phó tăng cường trực tiếp đã chốt giữ kiên cường đánh lui nhiều đợt công kích của lữ đoàn xe tăng địch bắn cháy ba xe mặc dù đại đội trưởng hồng quê ở hưng yên cùng gần 10 đồng chí đã hy sinh nhưng vẫn giữ vững trận địa. Dạng sáng ngày 24, địch tập trung hai tiểu đoàn đồng loạt tấn công vào ba hướng chốt của đại đội 3 với hỏa lực rất mạnh bằng B40, B41, M79. Đạn thẳng thì toàn đại Liên và AK dồn dập bắn phá. Anh em các hướng chốt cũng bắn trả quyết liệt. Hai khẩu cối 60 cũng đã chỉ viện. Những phần tử và cự ly bắn được chuẩn bị trước chứ không thể hiệu chỉnh. Vì rất khó quan sát, riêng khẩu DK82 thì không được lệnh nổ súng, vì mục tiêu đề phòng là xe tăng thiết giáp của bọn post. Anh em dùng AK chiến đấu như lính ở trung đội bộ binh. Trận đấu súng qua lại khoảng 20 phút thì bọn post lại rút ra và kêu pháo 105 ly ở chi phu bắn vào đội hình của ta. Anh em đếm được 18 quả, ta có thương vong nhưng trận địa vẫn được giữ vững. Gần 7 giờ sáng chúng lại nã pháo 105 và bắn cối 82 ly, 60 ly vào trận địa. Rồi tiếng thùng thùng của hai khẩu 12 ly 7 bắn xiên vào. Anh em đoán địch đang lợi dụng ruộng lúa bỏ vào tấn công chốt. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn tranh thủ chạy qua các chốt nhắc nhở, động viên anh em, phát hiện địch vào gần. Phơn tung người ném hai quả lựu đạn vào tốp đi đầu. Toàn trung đội chủ động bắn găm về phía trước. Khẩu đại liên của tiểu đội 11 được tăng cường cũng bắn chéo cánh ghim đầu bọn pol pot khí thế chủ động tấn công giật dụng mạnh và đã bẻ gãy đợt mật tập tức là bí mật tập kích của đối phương vào hướng trung đội 3 chốt giữ lúc này cối 82 ly pháo 122 ly của trung đoàn 4 đã bắn vào chung quanh pavet 1 hỗ trợ cho đại đội 3 giữ chốt bọn pol pot thật lì chúng kiên trì lấn rũi cố lợi dụng ruộng lúa bò vào gần chốt là đồng loạt đứng lên hồ chô trô rồi bắn phá vào các chốt của ta rồi lại nhanh chóng bò chạy ra ngoài tới gần trưa trung đội ba còn có mười tay súng trung đội trưởng phơn vẫn vận động tới các chốt nhắc nhở anh em quyết tâm giữ kiên cường đánh trả lại địch bọn pot lại tiếp tục kích lấn rũi một hình thức đánh lẫn của địch vào hướng trung đội ba liên lạc của đại đội xuống thông báo có hai trung đội của đại đội hai cùng lực lượng vận tải đang đến tăng cường đúng lúc đó bọn pol pot lại tập trung đánh rũi với số lượng đông hơn trung đội trưởng phơn vừa chạy đến các chốt thông báo vừa bắn lại địch đang bắn thì phơn khựng người ngã xuống bởi loạt ak của pol pot trung đội trưởng phơn đã anh dũng hy sinh mới cách đây mấy ngày gặp phơn anh kể là mới về phép nụ cười hiền lành dễ thương của người đang yêu Bây giờ khi viết những dòng hồi ức này Tôi không cầm nổi nước mắt Rơi xuống bàn phím Kính đã nhòe Vô cùng thương nhớ đồng đội Thật hiền lành Đã cùng ở với nhau mấy năm hồi đầu quân ngũ Từ đêm Khi những đợt tập kích và pha vét 1 Nơi đại đội 3 tiểu đoàn 1 đang chốt giữ Đã đều được báo lên trung đoàn Sư đoàn Nhưng một số cán bộ tác chiến Và cơ quan trung đoàn Sư đoàn đều chủ quan Cho là bình thường vì ta vừa đánh cho chúng một trận tơi bời, phá tan âm mưu lấn chiếm, khiến binh lính pompos và chạy. tuy nhiên, tưởng ta mạnh địch yếu, tư tưởng một số sĩ quan của chúng ta cho rằng trước đây dưới báo cáo tình hình địch hơi quá cao. đó là một bài học sâu sắc kỳ chiến thắng không nên chủ quan đánh giá thấp đối phương. sư đoàn vẫn tổ chức họp quân chính theo kế hoạch lúc tám giờ sáng để rút kinh nghiệm trận đánh ngày hai mươi ba như đã nói ở trên. Sư đoàn cũng lần trần trong việc dùng pháo bắn hỗ trợ để tiểu đoàn 1 tự giải quyết. Khi tiểu đoàn 1 và trung đoàn tổ chức cho vận tải và xe cứu thương lên Pavet 1 để lấy thương binh, thời gian đã quá trưa, đang trên đường đi chuyển về phía sau, thì Pol Pot phục kích bắn cháy xe. Rất may là đồng chí Hồng lái xe cùng một số y sĩ, một vận tải nhảy được ra khỏi xe. Đồng chí Hồng bị thương vào cánh tay, ba đồng chí chạy ngược về Pavet 2. Địch bắn đuổi theo nhưng không ai bị sao Địch đã điều khoảng một trung đội đánh bọc hậu Chia cách hai phung hòng cô lập ba vét một Tin về giữa lúc hội nghị quân chính toàn sư đoàn đang họp Đồng chí sư đoàn trưởng Vũ Cao đã nhanh chóng kết luận Ta đã dùng búa tạ đập ruồi Có thể một số ruồi đã bầu lại Cán bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 nhận lệnh nhanh chóng về chỉ huy chiến đấu Trở lại tình hình đang diễn ra ở Pavet 1 vào lúc gần trưa, đại đội 2 đã điều được hai trung đội lên tăng cường cho đại đội 3. Vận tải đã chuyển thêm đạn, cơm nắm, nước uống cho anh em. Thương binh liệt sĩ đã chuyển hết về sau. Được tiếp thêm sức mạnh, lính đại đội 3 hồ hởi hẳn lên. Vừa ăn cơm, vừa thay nhau canh gác và sửa sang lại hầm hào. Chống trả gần chục đợt tập kích của địch suốt từ đêm nên anh em rất mệt, thương vong cũng nhiều. Ban chỉ huy đại đội chia nhau xuống các trung đội động viên, ủy lạo anh em và thông báo nhận định của trên là địch sẽ còn tập kích tiếp để tiêu hao lực lượng của ta. Có thể tối sẽ tấn công chiếm lại Pavet 1. Tình hình tiếp diễn còn rất căng thẳng và ác liệt. Anh em phải nâng cao ý chí chiến đấu và cảnh giác hơn nữa. Chủ động đánh phủ đầu địch. Khi có điều kiện thì xung phong truy kích địch. Đúng như nhận định của trên, bọn Pol Pot vẫn tăng cường lấn rũi, đánh bọc từ hướng đông, đông bắc, hướng của trung đội 1, đại đội 1 tăng cường. Nhưng chúng tôi không giữ được bí mật, vì anh em đã cảnh giác khi chúng bắn cháy xe cứu thương, đã chỉnh lại đội hình phòng ngự và hướng chiến đấu, xác định xung quanh đều có địch. Bọn Pol Pot lại chô chô đứng lên phóng B40, B41, bắn mấy loạt AK rồi lại chạy, phải đánh đuổi bọn này. Đại đội hội ý rồi đều trung đội đồng chí Nguyễn Duy Trinh quê ở phương Công tiền hải Thái Bình Đang chốt ở hướng Bắc Tây Bắc Men theo dìa làng đánh vận động lên đường số 1 đánh tạt sườn Kết hợp cùng trung đội chốt đại đội 1 đánh đuổi lực lượng bọc hậu của địch Bọn bồn bốt bắn trả vài loạt rồi tháo chạy Hành lang về pavet 2 lại được thông Sau khi vận động sung phong vượt lên mặt đường Trung đội trưởng Nguyễn Duy Trinh trúng đạn và hy sinh các hướng chốt của địch vẫn dùng thủ đoạn tấn công lấn rũi nhưng không dám bỏ vào gần nữa. Như vậy, quân ta đã đánh bật 19 lần tập kích tấn công của Trung đoàn 182, Sư đoàn 3, quân khu Đông Bắc của bọn Pốt, hòng chiếm các khu vực trọng yếu để làm bàn đạp, giữ vững trận địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt hàng trăm tên, thu được một số súng. Về phía ta hy sinh 8 đồng chí, có hai trung đội trưởng, đồng chí Phơn và đồng chí Trinh hai tiểu đội trưởng bị thương hơn 20 người, trong đó có đồng chí Tiến, trung đội trưởng, bị hỏng một khẩu 12 ly 7, cháy một xe cứu thương. Đến 15 giờ, trận địa đã tạm yên tiếng súng. Xong qua đài quan sát và đại kỹ thuật, ta phát hiện địch đang tập trung rất đông ở ba hướng, khoảng có hai tiểu đoàn. Bọn này chuẩn bị đợi tối sẽ tổng công kích 3 v 1. Nắm được ý đồ của bọn Pol Pot, tiểu đoàn xin pháo bắn chi viện và điều nốt số quân của đại đội 2, đại đội 1 cùng đại đội 4 hỏa lực. Hướng làng tốc xé, dùng hai đại đội của tiểu đoàn 3 là đại đội 9 và đại đội 10 cùng anh em chốt ở đại đội 3 chuẩn bị vận động công kích bồn bốt. Sau khi tiền nhập vào vị trí, pháo binh trung đoàn, sư đoàn bắn hỗ trợ, các đơn vị xung phong vận động phản kích, bọn địch chạy tán loạn. Các đơn vị đánh rộng ra khỏi Pavet 1 và trục đường số 1 khoảng gần một cây số. Tê được lệnh dừng lại Nhưng thấy ta dừng lại Thì bọn Pol Pot cũng dừng chạy Chúng dư giữ khoảng cách đeo bám ta Ban chỉ huy đại đội 3 Cùng trung đội tôi xuất kích vào hướng nam Phía đông nam đường Bèn xin pháo bắn đuổi theo địch Mấy loạt pháo nổ ầm ầm Sắt quân ta Anh trụ đại đội trưởng Yêu cầu tăng tầm bắn Đạn pháo 105 của sư đoàn Lại nổ càng gần quân ta hơn Mảnh đạn pháo bay rào rào Suy nghĩ rất nhanh Tôi chạy lại nói với anh trụ Anh chỉnh tăng tầm là vào hướng mình rồi Anh phải nói là bắn sang trái 100 mét Tầm bắn không thay đổi Tôi giải thích nhanh Vì hướng pháo và hướng anh em ta tấn công Vuông nhau Nên mình nói tăng tầm là vào mình Mà phải chỉnh sang trái Mới vào được khu vực bọn Pol Pot Mấy loạt pháo sau đã trúng mục tiêu cần bắn Ta được lệnh khẩn trương rời khỏi trận địa Thu dọn chiến trường Nhặt súng của Pot và nhanh chóng rút về chốt ở biên giới. Sau khi rút về biên giới, đội hình được bố trí như sau. Tiểu đoàn 1 được trung đoàn tăng cường thêm hai khẩu DKZ của đại đội 15, một khẩu 12 ly 7 của đại đội 16, đại đội 1 chốt ở hướng đông bắc đường số 1, đại đội 2 chốt ở hướng tây bắc đường số 1 cùng các hỏa lực tăng cường. Đại đội 3 lùi về sau tạm nghỉ, làm công tác tổ chức rút kinh nghiệm sau trận đánh, bổ sung quân số và làm nhiệm vụ dự bị tiểu đoàn 2 mới được điều từ dầu dây Long Khánh vào chốt thay cho tiểu đoàn 3 ở Tốc Xé, Tiên Thuận. Tiểu đoàn 3 được rút về làm lực lượng cơ động của sư đoàn. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 vẫn chốt giữ ở vị trí cũ, đối diện rừng Thốt Nốt, gần giáp đại đội 1. Tiểu đoàn 1, mấy ngày tiếp theo, tình hình nơi đây tương đối yên tĩnh, nhưng chúng đã đôn quân lên giáp biên giới rất đông. Đêm ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 Đại đội 1 và 2 đều bắt được hai nhóm trinh sát của Pol Pot. Chúng không mang vũ khí, tay sách mấy con cá, đi chân đất, giả làm dân thường, mò sang trinh sát ở khu vực của ta. Lần đầu tiên được ngắm nhìn lính Pot, thằng nào thằng nấy to vàm, da đen, mắt trắng dã, trông thật dữ tợn. Hỏi gì chúng cũng nghe răng cười. Da đen mà sao răng chúng lại trắng như vậy? Tôi chợt nhớ tới ngày đầu vào Sài Gòn, thấy biển quảng cáo có một loại kem đánh răng Có hình người da màu, cười tươi Hàm răng đều tăm tắp, trắng muốt Nhưng da của bọn lính pot này không phải đen hẳn Mà trông xỉn xỉn, cáu bẩn, đến ghê sợ Hình như lâu ngày không tắm rửa Chợt so sánh với sức vóc nó thế kia Chắc nếu tay đôi thì mình không ổn Vì thời đó tôi chỉ có 48 cân Sau khi khai tác Được biết chúng vẫn không từ bỏ ý đồ đánh chiếm bến cầu đó là thâm ý ngông cuồng của bè lũ xâm lược Pol Pot Iksari. Quân đoàn giao nhiệm vụ cho sư đoàn chủ động đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của bọn Pot. Tất cả các đơn vị lại khẩn trương làm nhiệm vụ, chuẩn bị tác chiến. Lần này ý thức của mọi người đã khác, tư tưởng của anh em đã được ổn định vì đã được học tập và thông báo về tình hình nhiệm vụ thật cụ thể, không còn mơ hồ coi thường địch nữa và cũng đã được xác định 15 ngày đi biên giới như dự định là không thực hiện được do âm mưu xảo quyệt của bon Pol và bè lũ phản động bành trướng xúi dục giật dây gây lên cuộc chiến tranh biên giới tư tưởng của ta đã thông đã được xác định mục tiêu của kẻ thù nên tác phong bản lĩnh của mọi người như được bừng lên và tỏa sáng tôi được chính trị viên mận gọi lên ra nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10 của đại đội 3 tôi đã không định nhận với lý do sức khỏe của tôi loại B2 tương đương với loại 2, nghĩa là thuộc loại có thể xuất ngũ hoặc phục viên về địa phương. Nhưng trong tình hình hiện tại, tôi vẫn tham gia chiến đấu. Lẽ nào người lính khi được giao nhiệm vụ lại từ chối, nhất là khi trước mặt địch đang xâm chiếm đất đai của Tổ quốc. Nghĩ vậy, tôi nhận lời. Anh mận cho biết thêm. Về làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10, đại đội 3 là đơn vị cối 60 để thay cho đồng lý khoát về học cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn. Tôi từng là tiểu đội phó tiểu đội 10. Từ ngày đầu thành lập đơn vị, có điều này là tôi được lên chức tiểu đội trưởng, nghĩ vậy tôi không nhịn được cười. Tiểu đội 10 vẫn không thay đổi so với trước, trừ hai đồng chí được ra quân, đồng chí Nguyễn Duy Đôi, quê ở Thụy Thanh, Thái Thụy, Thái Bình và đồng chí Lê Văn Chính, quê An Đồng, Hưng Hà, Thái Bình, cùng tổ ba người với tôi cũ, thì cả hai đồng chí đã hy sinh khi ở chốt đường số 13 thời kháng chiến chống Mỹ. Tiểu đội phó tên là Dự, quê ở Thanh Hóa và mấy anh em nữa tổ chức liên hoan cho tôi thật lớn, có đủ các món thịt gà, thịt lợn, thịt trâu và rượu thì thật vô tư. Tôi gầy nhặt, có 48 cân, nhưng cái khoản rượu thì có thể đọ với dân anh hai được. Ban chỉ huy đại đội cùng xuống chung vui. Anh Tiễn, chính trị viên, người dân tộc Mường quê ở Thanh Hóa, rất mừng khi tôi trở về đại đội. Năm 1974 Anh Tiễn là người giới thiệu và làm lý lịch cho tôi và Đảng Nên anh em rất hiểu và quý mến nhau Mãi hơn 8 giờ tối Bữa tiệc liên hoan mới kết thúc Đó cũng là bữa tiệc Để lại dấu ấn không thể nào quên Trong đời binh nghiệp của mình Ngày 4 tháng 11 Địch cho quân tiến công vào bến cầu Từ nhiều hướng Trung đoàn 153 của Pol Pot khiêu khích Vào các trận địa chốt của tiểu đoàn 1 Ở hướng Mộc Bài Chúng dùng khoảng một đại đội luồn vào phía đông bắc rừng tốt nốt, chia cách giữa tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9. Khoảng 11 giờ, sư đoàn 3 của địch tăng cường lực lượng vào khu vực rừng tốt nốt ngày càng đông. Trước trận địa của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9, đã có khoảng 5 tiểu đoàn của Tốt Chúng bắt đầu lại điệp khúc lấn rũi. Theo chỉ đạo của tiểu đoàn 9, để lại một lực lượng nhỏ nhờ địch, còn đại bộ phận của tiểu đoàn lui dần về chuẩn bị xuất kích. Đại đội 3 đã được nâng đội hình lên đồn biên phòng Tôi bố trí hai khẩu cối 60 ngay ở trong sân đồn. Bên ngoài là lớp anh em bộ binh đang trong tư thế chốt và đợi lệnh vận động phản kích. Vị trí đồn biên phòng cao hơn phía địch nhiều. Nhìn những đoàn lính pôn pốt tiến về phía rừng tốt nốt như những mảng đen di động trên cánh đồng lúa chín thật vàng rõ. Tôi quan sát đo cự ly, từ đây ra chỗ chúng khoảng hơn một cây số. Tôi hô anh em chuẩn bị phần tử bắn. Tới tôi thì thước bắn cự ly, li, liều bắn dù xa tiểu đội cối mấy năm Tôi vẫn nhớ Vẫn thuộc vành vách Hồi ở quân khu 4 Tôi đã được cử đi thi bắn đạn thật cối 60 ly Và đã đạt được thành tích rất cao Ngay cạnh trận địa cối Là đài quan sát của sư đoàn Tôi thấy trung tá thuật Tam mưu phó sư đoàn Đang theo dõi diễn biến của địch Tôi báo cáo xin được bắn cối 60 Suy nghĩ một lát rồi ông hỏi Có bắn chúng địch không? Chỉ đợi có thế tôi nói thủ trưởng yên tâm sau này tôi mới biết là thủ trưởng thuật đắn đo vì quyết định tấn công bằng pháo binh và xe tăng. Tiết giáp nên sợ bắn cố 60 ly sẽ làm lộ ý định lớn. Tông! Tông! Sau khẩu hiệu lệnh bắn hai quả đạn như hai bắp chuối nhỏ bay vút lên trời giữa nắng hè, trời xanh trong veo, rồi lúc lắc rời xuống. Tôi và mọi người thật hồi hộp, thấy hai cột khói nhỏ bùng lên, rồi oàng oàng gần sát đội hình của địch. Mọi người đều hô Gần chúng rồi Tôi quyết định tăng thước tầm ứng với 100 mét Và hô hai phát bắn tiếp Lại tong tong Trong lòng tôi thật tự tin Vì chắc chắn chúng mục tiêu Quan sát thấy địch mất hút Chúng nằm tránh đạn Rồi hai cụm khói lại bốc lên ở chỗ chúng Tôi báo thủ trưởng thuật Đã trúng mục tiêu Đề nghị bắn cấp tập Thủ trưởng thuật đồng ý Tên là hai anh em thi nhau thả đạn Sau 3-4 quả tôi lại hô chỉnh lại thức ngắm cho chuẩn xác. Có lẽ chưa bao giờ trong đời quân ngũ, đúng ra đời pháo thủ cối 60 ly được bắn như thế này. Trận địa đặt ở trên cao, quan sát và chỉnh mục tiêu trực tiếp bằng mắt thường, xem rõ đạn đi và rơi vào mục tiêu bắn. Hai khẩu cối thi nhau nhả đạn, đội hình Pol Pot rối loạn cứ đứng lên chạy rồi lại mất hút dưới ruộng lúa. Tự nhiên tôi lại có suy nghĩ kỳ lạ, liệu có thằng nào chết không? Cái bản năng lương thiện của con người trong tôi trỗi dậy Thầm mong rằng những quả đạn này làm cho chúng sợ, chạy hoặc bị thương Đừng thằng nào chết Khoảng 13 giờ, đang suy nghĩ miên man Chợt nghe ủng ủng, tiếng đề pa của pháo 105 Rồi các loại pháo thi nhau cấp tập vào các mục tiêu Pháo bắn 15 phút, xe tăng đã tiền nhập lên cửa khẩu trên xe là sáu bảy anh em lính tiểu đoàn 3, đội hình xe tăng 9 chiếc bắt đầu xung phong hướng đường số 1 đánh sang Pavet 1, hướng tốc xé tiên thuận. Tiểu đoàn 2 cùng 10 xe bọc thép cũng băng qua ruộng lúa, đánh tạt vào Pavet 1. Tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 1 cũng được lệnh tiến công. Tiểu đoàn 9 đánh địch ở khu rừng tốt nốt, còn tiểu đoàn 1 đánh phát triển tiêu diệt địch ở khu vực rừng tốt nốt và Pavet 2. Xe tăng sau khi đánh chiếm địch ở Pavet 2 thì tràn xuống cánh đồng, đánh tạt sườn địch ở phía sau rừng tốt nốt về hướng Chi Phu. Rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23 Chúng ta chưa hiểu Pol Pot Nên đánh thận trọng dò dẫm tiến quân chậm Làm Pol Pot bỏ chạy hết Lần này được giao nhiệm vụ đánh vận động thật nhanh Thật mạnh, thật táo bạo Nên tăng tiết giáp Lao đi như bay Vừa chạy vừa bắn rất nhanh Trừ một số anh em ngồi ở trên xe Số bộ binh của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 Chạy theo tăng tiết giáp không kịp Anh em vừa bắn vừa tiêu diệt Những tên không kịp chạy Khẩu đội cối của tôi cứ dựng bắn mấy quả lại nhanh chóng thu súng chạy theo giữ cự ly đều không để bị xa quá tiểu đội cối được một ngày bắn thoải mái nghĩa là không biết tiết kiệm đạn nữa đến lúc thu quân còn có bốn quả dự phòng đội hình địch bị chia cắt rối loạn chúng chạy như vịt thỉnh thoảng lại có thằng trúng đạn pháo tung lên cùng những khóm lúa mọi người được lệnh truy tìm địch lẩn trốn trong đồng lúa và thu nhặt súng của chúng vứt lại đến 15 giờ 20 phút, trận đánh kết thúc. Theo báo cáo trong trận này, ta diệt được hơn 100 tên bốn pốt, làm tan rã 5 tiểu đoàn, tuồng sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc của pốt, thu hàng trăm khẩu súng và bắt sống 8 tên. Trận đánh mau lẹ và thắng lợi hơn cả dự định. Về phía ta, một vài anh em bị thương, không có ai hy sinh. Tiểu đội tôi được sư đoàn gửi điện khen ngợi. Các đơn vị lại nhanh chóng rời khỏi trận địa, rút quân về phía biên giới ta đã thật sự dạy cho Pol Pot một bài học nhớ đời, đảm bảo những thằng sống sót cũng hồn bay phách lạc. Sau khi sắp xếp củng cố các vị trí của đơn vị, đại đội 3 rút về phía sau, đóng quân ở cuối một bài để củng cố tinh thần, nghỉ ngơi, bổ sung quân số, tổ chức hoàn thiện lại trang thiết bị. Nghỉ ngơi được 4 ngày, thì tiểu đoàn và trung đoàn lại giao nhiệm vụ cho đại đội 3, làm nhiệm vụ đặc biệt là theo trinh sát, theo dõi ở khu vực 3 vét 2 có khoảng hai chốt dâu tôm của bọn tốt Cứ chiều tối chúng ra, sáng lại thấy chúng vào ba vét hai. Số lượng cả hai nhóm từ 6 đến 7 tên. Đại đội 3 của tôi được lệnh bí mật luồn vào để bắt sống số bom post này. Không được bắn chết mà phải bắt sống bằng được để phục vụ khai thác. Toàn đại đội lại chuẩn bị tư trang súng đạn. Đợi tối sẽ có trinh sát của trung đoàn và tiểu đoàn dẫn đường theo phương vị tọa độ. Đúng 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1977. Sau khi cơm nước xong, mỗi người cũng vẫn thêm một phần cơm nắm do anh nuôi chuẩn bị. Các trung đội, tiểu đội kiểm tra lại trang bị vũ khí thật kỹ. Mọi người phải đeo và mang hết trang bị vũ khí, đứng chạy tại chỗ xem có phát ra tiếng động lớn không. Bị đồng nước cũng phải đầy, để khi không có tiếng óc ách phát ra. Nếu có tiếng động phải chỉnh lại, không để sẻ va chạm với các thứ khác làm lộ bí mật. Khoảng 18 giờ 30 phút, toàn đội hình ra đầu mục bài đợi trinh sát dẫn đường. Ai nấy để nguyên trang bị trên người, tìm chỗ tiện lợi ngả người tựa vào gốc cây, bờ đất tạm nghỉ ngơi đợi lệnh. Tiểu đội tôi qua kiểm tra lại xảy ra sự cố thiếu hai lính 1972 là Hồng và Tùng đều quê ở Thái Bình. Tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra, không tổ chức đi tìm mà báo ngay với anh Tiễn anh trụ là anh em bỏ về phía sau rồi anh tiễn hỏi sao phú biết tôi nói ngay là hôm qua hai anh anh có tâm sự với tôi rồi cũng nói trước ý định về sài gòn không theo đơn vị nữa thế là mất hai xạ thủ kỳ cựu rất tiếc nhưng không biết làm sao được anh em đã động viên ở lại cũng không được đúng là mỗi người một suy nghĩ một tư tưởng khi họ đã dao động thì rất có thuyết phục tôi xin thêm hai người thay thế để gánh đạn cối còn xạ kích thì có đồng chí khác thay được Chúng tôi ngồi đợi trinh sát đến Mọi người lại trò chuyện Lại mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau Tôi hơi giật mình Vì anh Đoàn Văn Tấn quê ở Mê Linh Duy Tiên Hà Nam Ninh Cứ say sưa kể cho tôi nghe chuyện gia đình Chuyện cô người yêu tên Thu cùng xóm Mà gia đình muốn cưới cho anh Trong lần đi phép vừa rồi Tấn kể tỉ mỉ Nào là cô Thu có tóc dài, răng trắng Hiền ngoan, rất thục nữ là giáo viên cấp 1 mới ra trường, học ngay tại xã. Tấn kể đi chơi tối với nhau ở đầu làng mấy lần, mà xin hôn một cái dứt khoát thu không đồng ý. Nói là để dành đến ngày cưới. Vì lính năm 1972 đều ở độ tuổi chuẩn bị giải ngũ, nên thời gian về cưới là cuối năm 1977, thường vào mùa cưới là tháng 8, tháng 9 âm lịch. Tấn say sưa kể, mắt nhìn xa xăm rồi hỏi tôi như vậy là Thu có yêu Tấn không? Tôi nói Đẹp trai như ông thì ai mà không yêu Phải nói là Tấn thật sự đẹp trai Người cao to điểm đạm Chứ không phải gầy dáng cỏ hương như tôi Tấn rất quý mến Trong sinh hoạt rất tôn trọng tôi Thật sự Tấn cũng nói về việc Hai anh em vừa về Sài Gòn Có rủ cả Tấn nữa Nhưng Tấn không theo Mà muốn thời gian nữa là được về rồi Vì danh dự gia đình và bản thân và lúc đó lại có anh Thọ Lính năm 1958 Là quân khí viên Người làm nhiệm vụ phân sát Sửa chữa vũ khí súng đạn Cùng quê với Tấn Đến gặp và nói lời động viên chia tay Ở đơn vị tôi lính quê ở Hà Nam Ninh rất hiếm Nên thêm việc gặp gỡ này Làm tôi thật áy náy Theo linh tính Thường biểu hiện bất thường trước trận đánh Thì hay xảy ra nhiều phức tạp Cho chính người nói chuyện như vậy Hướng lính Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng hội ước lính. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình tiếp theo.